Rồi bây giờ cô gọi các bạn lên sửa nhé. Bây giờ mình có mấy câu đây à. Tuyết với lại An làm cho cô hai mấy câu đầu đi, cho cô mình có bao nhiêu câu đây. Cô 6 câu, hai bạn làm cho cô 3 câu đầu ha. Và bây giờ Tuyết đọc trước đi nhé. Ơn chê sen yên thật đi, rừng hành có hẻo. Hoặc là gì đây? Sen yên thật đi rừng, ơn chê hành có hẻo. Sen yên thật đi, cái cụm này là tiệc sinh nhật ha. Sen yên là sinh nhật, thật đi là chỗ chúc tiệc. Thật thì rừng ơn chê hành có hẻo. Rồi. Toyo일에 한국 거 수업이 있으니까 일요일에 파티를 할 거예요. 한국 수업 비 있으니까. 아, 있으니까. 되나나. 기나래. 일요일에 아, 일요일에. 일요일에 닭티는 할 거예요. 할 거예요. 가이 거서 해띠 띠뚝. 내일 어디에서 만날래요? 아, 내일 어디에서 만날래요? 우리 집 가까운 커피숍이 갈래요. 집 근처에. 집 근처요? 아, 나게 하여 집 근처. 아, 여기 내가 띵 거예요. 집 근처에. 커피숍이 갈래요. 아, 커피숍에 갈래요. 커피숍에 할래요. 집 근처에 커피 맛 없으니까 다른 커피숍 만나세요. 응아. 다른 커피숍에서 만나세요. 혹은 만나요. 이라고 하면 cũng được nha. 만납시다. 이라. 집 근처 커피숍이. 커피숍에 커피가 맛이 없으니까. 맛 없다. 내가 không có 맛이. 맛 없으니까. 쓰는 거 이래. 다른 커피숍에 가세요. 그거야. 만나세요. 아, 다른 커피숍에서. 안녕하세요. 아, 이거 수 봐. 거 사고 누구? 거 수봐. 주말에 집들이 하니까 당신과 신랑 집에 갈래요? 주말에 집들이 하니까 bây giờ chỗ này mình không cần Hanika đâu, bảo là gì đây, tuần này tôi tổ chức chị sinh nhật thôi, chấm cái bạn đến cùng tôi được không, còn không là thứ tuần này vì tôi đến tôi gọi tổ chức là tiệc tân gia nên bạn hãy đến đến cùng với chồng nhé, cũng được không sao, chứ tôi đi Hanika.
Được, mình ở đây mình có sử dụng nghĩa can cũng được, và mình muốn kết thúc cái câu cũng được. Không sao, ở đây mình muốn sử dụng nghĩa can tại mình mới học nghĩa can chứ chưa đi. Ha nghĩa can thì đứng. Ha nghĩa can rồi tiếp tục. Nam phân ra. Cũng câu mà đấy. Chế nam thân bạc phu nì ca. Chờ hôn cha khai cơ ế yô. Ồ đi. Câu của Tiết, Tiết đọc lại cho cô thử xem. Nam thân rằng chị bê chị bê ca xe yô. Chú mà đây. Chị tư đi ha nì ca. Nam phở răng ủ đi chị phương cả chiêu lẻo. Hoặc là u đi chip p nó có ô tả cho nên là gì đây mình phải là e cà chi un leo chuma de chip từ đi này ca. Vì tôi có tổ chức tiệc tân gia này thì bạn cùng đến với chồng nhé, đến nhà tôi nhé. Đó là gì đây, nam phở răng hoặc là nam phân ha cô nam phân khoai đó. Udi chipe cà chiu lẻo, đến nhà chúng tôi nhé, hoặc là nhà của tôi nhé. Đấy. Udi chipe cà chi un lẻo. Sửa lại câu này cho cô ha. Rồi bạn kia mới trả lời là gì đây? Chú mà rê, chế nam thân bạp cơ nì ca, hôn cha khải cơ ế yô. À, chế nam thân thì nó không hay bằng udi nam thân ha. Chế nam phân vẫn được, nhưng mà người ta sử dụng u đi nam phân nhiều hơn. U đi nam phân ni bà bư ni ga. Tên năng là gì đây? Hôn cha khải cơ yếu. À, hôn cha khải cơ yếu. Rồi, còn hôn cha khải lèo. À, tại vì gì đây, người ta hỏi ô lẹ ó thì chỗ này lẹ ó mình trả lời vẫn ok, không sao cả chỗ này. Hôn cha khách lẹ ó, tôi sẽ đi một mình thôi đó. Rồi bây giờ lặp lại một lần nữa xong rồi đổi vị trí cho nha. Tiếp lặp lại một lần nữa đi. Ông chế sinh nhật party luôn Hàn Quốc ấy ó. 토요일에 한국어 수업이 있으니까 일요일에 파티를 할 거예요. 내일 어디에서 만날래요? 우리 집 근처 커피숍이 갈래요. 갈래요. 집 근처에 커피숍에 커피 마시니까 다른 커피숍 mạnh nay yêu hoặc là mạnh na siêu hoặc là mạnh nắp sa ta mạnh nắp si ta. À tiếp. 주말에 집 들이 하니까 남편이랑 우리 집에 같이 올래요? 주말에 우리 남편이 우리 남편이 바쁘니까 혼자 갈 거예요. Có thể chữ chờ yêu, có chờ nam phiên, chờ hôn cha khai cơ yêu. Cũng được, không sao cả, tôi đi một mình, còn không là đi một mình thôi. Đó, chờ hôn cha khai cơ yêu. À. Rồi, đổi lại vị trí cho nhau. Chờ hôn cha khai cơ yêu. Ơn chê sinh nhật party luôn khai cơ yêu. Toyo yêu, Hàn Quốc có suốt đi. Ý xin đi ca. Yêu yêu, party luôn khai cơ yêu. 내일 우리 어디 만나가요? 집 근처에 커피숍에서 만난 거예요. 우리 집 근처 커피숍이 커피 맛이 없으니까 다른 숍이 만나 갑시다. 주말에 집 들이는 할 거예요. 남편이랑 같이 우리 집에 올래요?
주말에 우리 남편 바쁘니까 혼자 올게요. 혼자 khăn kèo. Tại vì mình đi đến mà. Mình đi đến khi nào, ví dụ như người ta này chiếc bé ủa lẹo, tức là chiếc cua nhà của mình này, đến đây, đến nhà tôi nha. Kha tà là đi đến, ô tà là đến đây hoặc là về đến. Đó. Cho nên khi mình đi đến địa điểm nào đó thì mình phải dùng kha tà. Còn người ta, cái bạn này là nhà của bạn ấy, đến nhà tôi nhé, đến đây đấy, đến cái chỗ này đấy, đó, đến nhà tôi nhé thì bạn ấy ô lẹo. Còn đây là mình đi đến, à, tôi đi một mình thì phải là kha tà, ha, phải kha tà ô tà đấy, ví dụ như đi lên đi xuống đi ra đi vào, nê đơ kha tà, nê đơ ô tà đấy, nê đơ kha tà đi lên, nê đơ ô tà, nê đơ ô tà, nhầm nhá, nê đơ kha tà là đi xuống, nê đơ ô tà là xuống đây, ô ra kha tà là đi lên, ô ra ô tà là lên đây, cũng giống như kha tà ô tà. Kha tà là đi đến hoặc là đến một nơi nào đó, đi đến đây là các bạn đi đến đây, còn ô tà là về đến hoặc là đến đây. À, bạn đến đây, đến nhà tôi nhé đấy. Nói trong trường hợp này mình sẽ dùng kha tà ô tà hợp lý à. Chỗ này cô nhiều cái cả chi này là phải ở đây nha, cô ghi nhầm nha các bạn. Nam phờ răng cả chi u ri chi e hơn lẽ đó, phải như vậy ha. Tại vì những cái tiểu từ răng, y răng hà cô thì đi với cả chi, có nghĩa là cùng với, đi kèm với nhau. Đấy, cô viết cách như thế này thì các bạn biết này, nam phờ răng này. À, và đây cặp đấy bạn trong đây, cái bạn này nhỏ cho nên là cô cách gần thôi, cách xa quá, viết xa quá thì cái bạn hết, cái bạn không nhìn thấy rõ. Thì đây là các bạn thấy như phân cách này không, nếu mà viết gần nó là gần, cô viết dính với nhau luôn à, dính như thế này à. Bây giờ từ cái bây giờ cho nên là cô chú ý kể từ bây giờ cô viết tách ra cho các bạn là một tí cho các bạn sau này rồi mình liền viết, vì cô viết nhanh, thứ nhất là các bạn này nó bé và cái khi mình quay cái camera đấy, cô sợ các bạn không thấy, cô dính lại, viết là dính dính lại, sửa dính dính lại các bạn à. Thì bây giờ các bạn, cô cho các bạn luyện viết thì cô sẽ viết tách 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 ra một tí xíu cho các bạn gõ chỗ nào là tách chỗ nào không. Rồi hai cái câu, ba cái câu còn lại Nguyệt với lại Linh đi, từ câu 4. 4 là gì đây? Dạ. Ừ, Nguyệt đọc trước đi Cô ơi, Nguyệt. để em còn số 6 nữa. Em còn số 6 luôn. À, mình vừa đọc mình vừa làm luôn, câu nào làm rồi mình đọc luôn. Nguyệt đọc trước đi Nguyệt. À, suabi kinan huệ uri gachi. Đi cả chi à, chi trang khăn lẻ đó đúng không, khăn lẻ đó. Rồi Mỹ Linh. Dạ cô, số phố 끝나면 인이 있어서 내일 다시 갈래요. Sua phu kính nam nhân, sao kỳ vậy, sao là sua phu của kính nam nhân nữa. À, su업이 끝났어. 수업이 끝나. Nếu mà dùng hue thì dùng một thôi, còn nếu mà dùng ư ngân thì cũng dùng một thôi. Xưa. Su업 끝나 후에 Ừ. in 있었어. 내일 다시 갈래요. À. In đi ập sơ sơ hoặc là hành ly là có việc nha. Hành ly này nè. À. Để cùng ý thế này. Ai À. đi sao sao Hành ly sơ sơ. Nên Ở nhà nhà xin cả Isunika. Mình đang học ở Nika mà, Isunika. Cho nên là nên. Nên gì? nên cả xin cả leo À, nên cả chị khá leo, nên cả chị khắp xí đã. Thành có gì không?
Còn nếu như là ban thì nên cả chiếc khả trà đó được hả? Rồi câu số 3, câu số 5 6 nhỉ. 6 Câu số 5, 오늘은 어떤 식당? 그 tiếng Việt là gì? Mình ăn cơm ở đâu đúng không? À, ở tên xếp ta. Tên xếp ta. Ê. À, tên xếp đây, xếp ta nghe gì em? Nguyệt đọc lại câu của em đi. Tân xích tăng e. Tân xích tăng hệ sơ một cơn lẻ đó. Tại vì có hành động là phải dùng lẻ sơ ha. Mình ăn ở tại nhà nào? Rồi, Linh. Rồi thêm ship ta nghe ông ship kia chẳng hạn. Cô cho vào để cho dài dài ha. Ship kia mà ship cô. Mà ship cô. Rồi gì? Sa đi cả. Nếu mà có mình phải chuyển về định ngữ. Mã xít nương ưng sao cô, mã xít nương ưng xít kỳ, mã ni ịt sư nì ga. À, nếu như muốn chuyển về định ngữ, còn đây là câu bình thường. Còn nếu như muốn định ngữ, vì ở nhà hàng này có nhiều món ăn ngon và ghé. Đó, thì ở đây mình phải trả lời là gì đây? Và chuyển về định ngữ là gì đây? Mã xít cô, hoặc là san nương xít, hoặc là sao cô, mã xít nương ưng xít. Đấy. Hoặc là đặt cái này trước sao cô ma xít nưng xít ki ít sư nì ca, hoặc là mã ni thêm vào mã ni nữa ít sư nì nì ca. Đó, hai trường hợp này. Cái câu này bình thường cho xin chúng ta nghe xích kỳ mã xích cố sa nhị ca. Vì cái này là gì đây? Vì ở nhà hàng này món ngon và ghẻ, còn ở đây đó, vì ở nhà hàng này có nhiều món ngon và ghẻ. Đó, hai cái, một cái nếu mà vì mình cái câu nhà thì bình thường thì này không có phải cần chi về định nhiều ngữ. Ừ. gọi là ăn đi sa nì ca cà chi thăng thạp sa mình cùng nhau đi đến đó thôi. À, hoặc là cà chi khá lèo mà cà chi thạp sa đi cùng nhau đi đến đó thôi. À, thạp sa nó hợp lý, chủ đề hợp này nhất. Em biết là Uri ca có kiro khăn khăn Đúng rồi, vì tại vì chúng ta hãy đi đến đó. Còn cái câu này cô đọc là chúng ta hãy đi đến đó đúng không? Thì ở đây là gì đây? Uri ko kiso. Ko kiro hoặc là ko kiso à, e cũng được, ko kiro. Hapshita đi, trong trường hợp này mình dùng hapshita là hợp lý nhất. Cùng nhau đi đến đó thôi. Chẳng hạn đó, cái khạp xí tà này là mình làm cái gì đó mình không còn ngủ ghê đề nghị nữa, mà mình ngủ người ta luôn, làm gì đó thôi. Tại vì cái nhà này à, ngon này, họ họ hỏi là mình là ở trên đây, họ hỏi rồi mình đi đến địa điểm nào nhỉ, thì ở đây mình đã quyết định cái địa điểm đúng không, mình nói là cái nhà này ngon thì chúng ta hãy cùng nhau đi đến đó thôi, không còn hỏi lại nữa. Ví dụ chẳng hạn ra đây thì nó khạp xí tà nó hợp lý hơn, nó cũng là ngủ ghê đề nghị, nhưng mà đối với khạp xí tà là mình ok rồi đó. Mình ok và cái ý kiến của mình, không cần hỏi cái ý kiến của người khác nữa.
hỏi lại nhé gì nữa, mà mình rủ người ta làm cùng làm gì đó luôn thôi, à cùng nhau đi đến đó thôi. Đó, đây thì chỗ này bạn kia mới bảo là gì như thế nào nữa. Nè chú ai không chẳng hạn, hết hả chú ba, hết hả, cháu cô đọc hai từ tên đầu thứ sáu nghe thứ sáu à. Ô nữ nam sĩ ca trong chú út ra ô út ô sư cá chi cô cá chi cá chi cô ô xe ô được không có hai chữ thay không, thạc chưa thay rồi thôi mang đi chứ không phải là mang đến như cô nói đấy. Ví dụ như em mang đến này cái này đến nhà cho cô thì cô bảo là em là y cơ thạc chơ ô xê ô đến đây mang đến đây, còn cô mang cái gì mà đi đa, đi đâu đấy đi đến chỗ nào đấy thì là thạc chơ tha tà. Giữa tha tà và ô tà các bạn phải lên xác định như thế để mình dùng những từ cho nó hợp lý. À nại si ca chô chu ni ca đúng không, chu này ca tại vì bắt nguyên tắc trực tà chu câu sư tu câu nụ sư à tức cốp tà này thì tu nhà bé tu cốp tà này thì là gì đây, thì là nó là gì đây, chia về em chia về gì tu câu chia về định ngữ ở dàm nhé, chia về nó bắt quy tắc và chia về định ngữ thì nó thành là gì đây, tu co un u sư hoặc chơ khăn hoặc là càng chơi khai ô đi, hoặc là càng chơi khai xe ô đi cũng được, càng chơi khai tà mang đi. Và khi nào cô kêu các bạn mang cái gì đó đến cô, bây giờ cô kêu các bạn là các bạn mang cái quần áo mà giày này đến nhà cho cô, tức cô nội xương khả chô xe ô đó, hãy mang cái áo khoác đến nhà của cô thì là gì đây, đến đây thì là mới là ô ô tà, còn kha tà là đi đến, ô tà là đến đây, nhớ nha, khi mình dịch đến đây nó không hiệu quả của mình không phải là gì đây kêu người ta đến đây. Ví dụ như cô có là thừa đơn kha tà và thừa đơn ô tà, một cái là đi vào một cái là vào đây. Ví dụ như cô kêu các bạn đi vào đi, thừa đơn ô xê ô, ví dụ chẳng hạn là thừa đơn ô xê ô là dùng cho trường hợp nào, dùng như trường hợp là các bạn đang ở trong nhà này, các bạn bảo thừa đơn ô xê ô bạn hãy vào đây nhé, thừa đơn kha tà là đi vào, thừa đơn ô tà là vào đây. Còn khi trước khi mình đứng ở ngoài cửa mà mình đi vào, đây là chủ ngữ hoặc là chủ động cái hành động cái di chuyển của mình là mình đi vào, đó là thừa đơ pha tà chí bê thừa đơ pha xe ô, đi vào đi ạ, chứ không phải là vào đây, mình chưa có vào mà mình chưa được, mình đâu có ở trong nhà. Ví dụ như mình và người khách đó hai người đều đứng ở bên ngoài, chưa có vô nhà, chưa có vào đâu hết, chưa có vào nhà hàng chẳng hạn, hai người đấy mình mở cửa cho người ta, mình bảo người ta à thử ra tha xe ô đi vào đi ạ. Nhưng bây giờ một người mà nhân viên người ta đứng ở trong nhà hàng, người ta bảo à xin mời vào ạ, là xin mời vào đây đấy, thử ra xe ô đó, nó khác nhau nha. Cho nên là các bạn phải hiểu là kha tà ô tà là như thế nào, các bạn cứ nhớ kha tà lại đi đến tất tần tật, cái gì mà làm đến mang đến hoặc là gì đi vào đây đi lên đi xuống, nhưng riêng ô tà là phải đến đây đến chỗ này đó, thừ đơ kha tà đi vào, thừ đơ ô tà là vào đây, ô ra kha tà đi lên, ô ra ô tà lên đây đó, mà phải dịch như thế mình hiểu chính xác những cái kha tà ô tà đấy. Rồi bây giờ còn câu nào nữa không? Dạ còn câu nè arayo nè arayo nè arasayo arasayo đi rất xe ở đây. À xe ở. Tiếp. Còn gì nữa? Nè, à xe ở. Ở hôm ấy em mặc chiếc quần khách shopping cả đấy. À, ở hôm ấy. Nè. Em gì đây? Em đứng mặc chiếc à, em đứng mặc chiếc quần. Thì cùng nhau làm gì đây? Khách shopping cả đấy.
아, 같이 서핑 할래요? À được, thế cứ hẹn sau rồi chúng ta cùng nhau đi gì đấy. Đi hình xếp bên nhé, ok. Có sao cả. Hoặc là chỗ trường hợp này nè. Mình dùng là khá sơ là nó hợp lý là vì sao? Mình có xuất bên khá tả là đi, đi. Với những động từ di chuyển thì mình dùng hay khá sơ thì nó hay đi nhiều. Ví dụ như là thế kinh hệ sơ hoặc là thế kinh hạ cô cũng được. Trong trường hợp này mình dùng cô hay sơ cũng được ha. Tại vì gì đây? Mình tăng ca rồi mình sẽ đi shopping và câu ý nghĩa là sẽ đi shopping với cái người mà mình đang nói đây nè, đó là hai cái theo cái trình tự nếu như dùng ayaso tăng ca rồi đi shopping. Còn bây giờ mình nói là à cái hành động tăng ca sau đó là đi shopping vẫn được, không sao cả. Trong trường hợp này nói hai hành động cũng được mà hành động liên kết cũng được, cho nên là trong trường hợp này ví dụ về thế kinh hào cô shopping khăn lẻ hoặc là thế kinh hệ xó và xuất tinh khăn cài đó cũng được luôn, không sao cả. Và mà chị cô đi ra ngoài chị cô cũng hay kết thúc công việc đấy. Hoặc là đi kinh hoa cô thì cũng được ha. Rồi đổi là lặp lại một lần nữa xong đổi là vị trí cho nhau ha. À nè chùa ai nói nghe nó xuất tinh là chùa ai liền ha, chùa ai. Rồi tiếp đâm trúng tim hết các bạn. Gũ đi gũ gì cô điếp xin trúng luôn. Rồi bây giờ các bạn nha, lặp lại một lần nữa xong đổi vị trí cho nhau ha. Đó là vị trí cho nhau. Rồi bây giờ các bạn còn gì hỏi cô, nếu không còn gì để hỏi và buổi hôm nay mình kết thúc tại đây và các bạn về làm bài tập cho cô bài số 7 này trang trong sách bài tập ha. Rồi hôm sau nghe và luyện đọc hết thì mình sẽ làm bài viết. Và bài viết giống như cô đó, về các bạn soạn tin nhắn cho cô trước đi. Các bạn viết theo suy nghĩ của mình viết trước xong rồi cô sẽ sửa lại cho các bạn, xong rồi các bạn hãy viết vào vở của mình. Vở ô ly của mình. Sao không tin nhắn hả cô? Nếu mà em viết ra cái hộp miếng giấy sao em gửi cho cô sửa cho em, sao em bảo viết luôn cái tập ô ly được không cô? Được, như cô nói đây, bà các bạn viết lên vở thì cũng được, nhưng mà kiểu như mình không có thời gian, mình không viết lên vở xong rồi bạn lại sửa lại vở hay như thế nào đó.
thì mình nhắn tin bằng tin nhắn chẳng hạn. Ví dụ như trong cô có gửi à Lan dạo này bạn có khỏe không? Mình nghĩ trong đầu mình à Lan gì chẳng chị sợ đó, giống như mình đang nhắn tin thôi. Mình đang nhắn tin À, gửi tại vì em sợ tin nhắn tiếng Hàn hơi hơi lâu, cô bị lâu luôn. à gì à Ôi gì gửi tin báo đi, cái là à, cái tiếng Hàn là gì ạ? cái gì em? Cái tình báo đi, cái tiếng Hàn là gì cô? À mình chỉ nhớ là chồ tinh hắc sen công chát gì đó nha, nó hơi dài Em đi mua sao cái ô nó to lắm cô, cái ô nó to. phải 2 cần đấy, ô nó to lắm nên em không tin. Bây giờ nè, cái ô to quá mình kẻ lên đúng không? Cái ô của các bạn nếu mà ô to thì nó có 10 ô thôi, các bạn đếm đi đúng không? Em được 20 ô. Ờ đúng rồi, cái của Mỹ Linh á là được 20 ô là ok đó, đúng đó. Nhưng mà cái của mình to như thế này là có 10 ô thôi đúng không? Đếm thử đi mà ăn. Em để hết chị em rồi. Vậy hả? Nếu Cô những cái như cuốn này em có cô ô to được 10 ô nhưng mà nó có kẻ sẵn cho em hết trơn rồi cô. đúng rồi đó, ô to là Em được được 20 10 ô. ô, 10 ô nhưng mà ô nhỏ là được Nhưng 20 ô hàng ngang này. Thì bây giờ mình lấy thứ mình kẻ lại, mình kẻ này cái mình kẻ xuống lại đó là nó thành 1 2 3 4, hai dòng đầu và hai dòng đây kẻ lại. cái cuốn mà ô nhỏ là nó có tên gì khác không cô? Cái tên nó nhỏ là nó có lại sư kỳ, mình để là gì đây, sư kỳ dọn súp ai gì đó, mình nói như thế người ta cũng là gì đây, biết là gì đây, đừng biết sư kỳ dọn súp công chết hana cho chẳng hạn, cho tôi một viện ở miệng vỡ mà là luyện viết đó, sư kỳ dọn súp á. Còn không cô sẽ cho cái link mà trên Cuban cho các bạn mua ha, dễ dễ link Cuban ấy, 10 quyển có 5.000 hay gì à. À, Để liên cô gửi đi cho em nha. à liên cô băng em mua giá dễ à, còn không thì là gì đây, mình lên cái liên cô băng đó đấy, mình đưa cái quyển vở người ta thấy, hoặc là mình bảo là sư kỳ dẫn xuất là được, công sư kỳ dẫn xuất công chức hana cho xe cho cái một hai cái ba cái bốn cái năm cái quyển gì đó à, rồi người ta sẽ đưa cho các bạn à. Người ta sẽ gạch ra, người sẽ gạch ra cái ô to quá, mình bảo là gì đây, y cơ đừng chát cứ ô ly này nè, mình bảo là chát cứ cởi cái áo thổ chát.